vô lượng kiếp đều vì phiền não, tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật Pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trừng nhau, đòi nợ nhau mãi. Cảnh oan oan tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án, ông đều lập được công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lấy lần bao nhiêu cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông. Bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, đầy dẫy, không ngừng hành hạ ông. Ông thân có hai con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, hễ uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà đến chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vòi vĩnh tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1-2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hễ đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ đi đánh tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, hai vợ chồng họ xin nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng về già có được chút ấm lòng. Hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Những báo ứng thiện ác quả thật như theo bóng với hình. Chính những hạt giống oan nghiệp trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại, ở một tiền kiếp của họ, có một người nghèo rất mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương tựa, bị bệnh nằm ven đường rên rỉ không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động hết mức mà thề rằng, sau này khi được giàu có, nhất định tôi sẽ hoàn trả hậu hĩnh lại cho ân nhân và tận sức báo đáp ân cứu mạng. Nhờ số tiền này làm vốn mưu sinh nên người nghèo nọ đã vượt qua cơn khó khăn, y cưới vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn vị nữ ân nhân nọ do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài nghi đủ điều, suốt đời sống trong buồn rầu khốn khổ. Nữ ân nhân đời đó nay chính là cậu trai út nhà ông. Còn gã nghèo sau khi giàu có rồi, có một ngày nọ hắn ta cùng vợ đi ra ngoài mua đồ. Vừa đi tới bờ sông thì thấy một ông già đang trật chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu mà còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm. Sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay chính là cậu con trai trưởng nhà họ. Hai vợ chồng gã nghèo thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Trong quá khứ họ đã vay nợ đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con trai chính là oan gia đến đòi nợ. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân tiền kiếp thì kinh hoảng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp. Hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an ổn trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh mình, giờ giờ khắc khắc, sống thuần khiết, trong sạch, không ỷ vào may rủi, bởi nhân quả báo ứng không mảy may sai chặt. Một người con đã vong ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã vong ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên, nghĩa là ngàn muôn kinh sách đều lấy hạnh hiếu làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc đều thành tựu tốt đẹp, ngược lại bất hiếu với mẹ cha thì mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Vì vậy, bổn phận làm con phải lo phụng dưỡng mẹ cha trong mọi thời, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng, đừng để cho cha mẹ khổ đau do túng thiếu. Vì một đời cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. Nên nhất là khi cha mẹ tuổi già sức yếu, con phải tận tình cơm cháo thuốc thang, giường êm nệm ấm càng chu đáo hơn. Chớ vì sợ vợ hay nể chồng mà mắc phải cảnh tình con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng dẫu cho báo hiếu có chu toàn, không sơ sót điều gì đối với mẹ cha, thì người con cũng chưa gọi là báo đáp cân xứng với công như trời cao bể rộng của cha mẹ. Đúng như Kinh Thi đã nói: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiếu thiên dõng cực. Có nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta,
nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẵm bồng, trời cao dồi dội khó mong đáp đền. Cha mẹ như một bầu trời yêu thương dịu ngọt mà từ lâu nay chúng ta bơi lội trong đó một cách thỏa thích vẫn không hề hay biết. Mẹ là dòng suối ngọt ngào, một kho tàng vô tận. Cha là kỳ quan vĩ đại, một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Vì thế, nghĩa mẹ tình cha được truyền tụng từ đời này sang đời khác bằng những khúc hát lời ru hết sức ngọt ngào của các bà mẹ. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, từ mái tranh nghèo sơ sát đến cung vàng điện ngọc, đâu đâu cũng vang lên câu ca. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Đúng vậy, thưa quý vị, công ơn sanh thành dưỡng dục như núi cao biển rộng của mẹ cha là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Này anh ơi, chị ơi và em ơi, hãy cùng tôi một lần trong đời tưởng niệm về công đức sanh thành của mẹ cha, dù chỉ một lần muộn màng. Cha chúng ta là cột trụ của gia đình, ngoài việc giáo dục tinh thần, dạy đạo lý làm người cho con để sau này trở thành người hữu dụng, cha còn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê gánh mướn, đổ mồ hôi nước mắt, khổ nhọc trọn đời để đổi lấy bát cơm manh áo cho con. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời và lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn khuôn sân trái bếp, nhìn con gà con chó, cây ổi cây xoài, và nhìn bầy con của mẹ. Do đó, con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc lo toan đối phó đã làm mệt mỏi gân cốt và trí óc của cha. Về đến nhà, cha cần tìm sự an ổn nghỉ ngơi, nên nhiều khi mang cả cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội theo về. Lúc đó, con phải len lén bỏ ra nhà sau, im lặng, càng xa càng tốt, và gần như muốn xóa bỏ sự hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, và ngày càng thêm xa cách. Bởi sao? Vì cạnh mẹ con thấy êm đềm quá. Ai làm ra tiền không cần biết, con chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏa thẻ với mẹ. Mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành tiên lôi. Bà tiên càng hiền, cha càng thành La Sát. Nhưng chúng ta nào biết. Hai tay bưng bát cơm đầy, tưởng công cực khổ cha này làm nên. Anh chị có biết không, cha thương con lắm, nhưng cuộc sống phân công mỗi người một việc. Mẹ như cọng mảnh nhắn thấp cành gần để trái non xúm xích bao quanh. Cha như thân cây vững chắc bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chỉa những cành lớn đâm ngang, thân dương những nhánh cao phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha lúc nào cũng cân nhắc từng lời nói, chỉ nói những khi cần. Con lấn mẹ thì cha phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạc lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm 10, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành, từ 13-14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng anh chị đừng vội quên cái thời lên 5 lên 7 mà kéo trở thành người bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha cổng chạy nhông nhông ngoài đường, bắt cha phải dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ qua lại, và bắt cha phải nằm bên cạnh quạt cho mới ngủ. Các em hãy nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy được sự sâu lắng của tình cha. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, rồi cha đỡ đần mẹ sau khi sanh nở. Cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tã lót cho con lúc cha mẹ cùng nghèo. Đến khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp cả thần phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn, và trang trọng đặt cho con cái tên để lại cho đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dù mang tiếng mê tín, cha cũng sẵn sàng vui nhận. Từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ mà cha đã vội vàng ru, ru kiểu nửa ngâm nửa hát, dụng về hết sức mà vẫn cứ ru. Nghe qua mấy câu ru nhảm nhí thì biết ngay trạng thái tâm hồn của cha lúc đó đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc.